tại mỗi xe này đang có khách xem xe. Ai? Khả năng là con xe này sẽ chốt nha các bạn. Đây. Khách ra hẳn chỗ quay của bên Quang để xem xe luôn các bạn nha. Con này là bản có ghế massage sản xuất 2021. Đây. Ok. Rồi. Đó, khách thì người ta đang đi về. Đây không biết là người ta quyết định như thế nào. Đang quay hai con Sedona thì con kia vừa quay xong. Còn con này. Đó. Thì bây giờ đang đợi anh em quay xong thì Quang sẽ quay nha. Và ok. Quay mời các bạn cùng xem video với Quang. Let's go. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với siêu thị ô tô Hà Nội và lại là Quang Béo đây. Thì hôm bữa Quang Béo đã mang tới cho mình một siêu phẩm Kia Sedona bạn có ghế massage. Hơi bị đình đám mà đúng không các bạn? Hôm nay Quang lại tiếp tục về cho bạn thêm một con nữa và hiện tại bên Quang đang có hai con luôn sẵn hàng để đợi các anh chàng tới rước mấy em về ha. Đây là Kia Sedona bản Signature và có hai ghế chính giữa là hai ghế massage luôn. Sản xuất 2021 và đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá là 1 tỷ 0 trăm XX triệu, XX là phần bực mí cuối cùng ở cái video ngày hôm nay. Xe đồ sở hữu nước sơn màu trắng, mặt ga lăng viền rơm rất là đẹp luôn. Mang biển số thành phố 90904, là có nghĩa là Vĩnh Cửu nè, Không Tử nè, rất là đẹp ha. Rồi, cũng có cả cảm biến nè, đèn bi projector nè, một cái phần đèn dummy nè, và có cả phần đèn gầm và một cái viền rơm bên hông tạo lên điểm nhấn cho cái phần đầu xe của chúng ta. Rồi, đây là chìa khóa của xe này. Thì chìa khóa cũng vẫn còn đầy đủ hai chìa luôn. Đó. Nên các bạn cứ yên tâm khi mua xe bên Quang, nếu như thiếu bên Quang sẽ bổ sung cho các bạn ha. Ở đây thì mâm của chúng ta là mâm đúc nguyên khói nè. Lớp là lớp Continental, thông số kích thước lớp lên tới 235/60R18, một cái lớp cũng khá là êm ái ha. Gương gặp chỉnh điện có tích hợp xi nhan báo rẽ, cùng với đó là một cái phần cảnh báo điểm mù ở ngay đây. Đây, mời camera quay giúp Quang. Ở trên nóc thì chúng ta cũng sẽ có một cái phần giá nóc cũng rất là thích hợp cho các bạn có thể gắn một cái cốp hay là một cái phi thuyền lên trên để các bạn có thể đi picnic cắm trại thoải mái. Có viền rơm cửa sổ nè, có dán phim cách nhiệt nè, tay nắm cửa cũng có cả phần mở nút bấm mở khóa cửa nè. Và đây là hai hàng ghế đặc biệt của trong video ngày hôm nay. Thì cũng như là một cái con xe Quang đã quay trước đó cách đây một tuần hả nhỉ? Chắc khoảng một tuần, đúng rồi, chắc khoảng một tuần nha các bạn. Đây, chiếc ghế đặc biệt trên con xe này. Thôi, bây giờ Quang lại tiếp tục mời các bạn cùng ra làm sao. Trước nữa mình sẽ vào bên trong khám phá sau. Xe thì được sở hữu khối động cơ máy dầu 2.2 CRDI. Chúng ta sẽ có mức độ tiêu hao nhiên liệu là tầm khoảng 8 cho tới 9 lít 100 cây đường hỗn hợp nha. Đèn đằng sau là đèn full LED. Cũng có cả một cái phần viền rơm ở chính đằng sau nè. Đó, có thể là tạo lên cái điểm nhấn và sang trọng cho mẫu xe này. Grand Sedona bản Signature CRDI. Có cả camera lùi, cảm biến lùi. Và cái phần lip bô ở dưới cũng được làm theo cái dạng kiểu cắt giống như những cái xe độ ở bên Nhật Bản. Và Quang sẽ mở cốp lên cho các bạn xem. Đây, cốp của chúng ta là cốp điện và có cả chống kẹt luôn. Về cái hàng ghế sau của chúng ta thì cũng rất là giống với những cái hàng ghế sau của những cái con Kia Sedona trước khác thôi. Chỉ có hàng ghế giữa của con xe này thì nó hơi đặc biệt một tí. Ở đây thì đồ nghề còn đầy đủ nè, bánh sơ cua thì cũng còn đầy đủ luôn, nên các bạn cứ yên tâm. Nếu như thiếu thì bên Quang sẽ bổ sung cho các bạn ha. Chúng ta cũng sở hữu một cái cốp khá là to khi chúng ta có thể bỏ được lên tới đâu đó là 3 cái vali 12kg nha bạn. Có thể bỏ lên tới 3 cái vali 12kg cũng khá là ok, khá là rộng luôn. Đằng sau của chúng ta cũng có cả một cái phần rèm ở ngay đây. Đây, rèm chạy bằng cơm nha các bạn. Đó, hai bạn kéo ra không? Rồi cũng có cả một cái phần loa súp. À sorry bạn, hai cái loa nằm ở hai bên luôn. Rồi, bây giờ Quang mời các bạn cùng vào bên trong đi. Háo hức quá rồi. Vào bên trong xem cái hàng ghế máy xa khác biệt như thế nào. Let's go. Về bên trong hàng ghế của chúng ta thì chúng ta sẽ sở hữu đó chính là hai cái ghế máy xa khá là to, khá là bự và khá là ok. Nhưng mà Quang sẽ nói từ trên xuống trước. Đầu tiên trần là trần màu sáng. Thì rất là sáng xe và sang xe, nhưng mà tay dơ chạm vào sẽ hơi dơ tí, các bạn phải giữ kỹ nha. Và đây, Quang sẽ test cái bộ ghế của chúng ta. Ghế là ghế có cả chức năng máy xa, làm mát ghế nè, và sưởi ghế. Và chúng ta sẽ chỉnh nó ngay đây, mời camera quay giùm Quang nha. Đây, chúng ta sẽ chỉnh nó ngay đây. Thì khi đề máy lên thì chúng ta mới chỉnh được.
này là mình tránh cái việc mà chạm điện ha. Chỉnh làm mát ghế nè. Rồi cái này là máy, cái nút ở giữa là máy xa nè. Cái nút này là cái nút sấy ghế nè các bạn. Đó, nút máy xa. Và chỉnh ghế và có thể chỉnh được cái phần bệ tỳ chân này luôn. Rồi, đây ngồi thì khá là rộng rãi. Cũng có cả cửa sổ trời nè. Cửa sổ trời đằng trước, cửa sổ trời ở chính giữa nữa. Thì hiện tại cái hàng ghế này đang chỉnh với cái mức là khá cao. Như là Quang nãy Quang đã test rồi, các bạn ngồi thấp xuống nhiều nữa nha các bạn. Và Quang cầm 1m78 và ngồi cực kỳ gọi là rộng rãi và thoải mái. Đây, Quang cho các bạn xem. Quang ngồi vào bên trong vẫn không bị dướng hai cái phần bệ thì tay ha. Ngồi rất là thích, rất là ok luôn. Và chúng ta có một cái độ ngã cũng khá là ok. Để Quang sẽ đề máy cho các bạn xem cái hàng ghế này ha. Các bạn đợi Quang tí nha. Đây, để Quang đề máy lên đã. Xe thì Odo chỉ mới có 39.000 cây thôi nha các bạn. Odo chỉ mới 39.000 cây thôi. Hàng ghế của chúng ta đây. Đó, đây Quang sẽ chỉnh cho các bạn xem. Có thể tới lui nè, đó. Chỉnh bằng điện, full điện hết luôn nha. Có cả nút máy xa nè, bấm ngay chính giữa nha các bạn. Ơ, cái này là làm nóng. Đây Quang sẽ tắt cái nó đã, chứ mà nó nóng lắm. Đây, ghế máy xa đây. Rất là phê, rất là thích luôn. Và có thể hạ cái bệ tỳ ra nữa nè. Đó, bệ tỳ lỡ, sorry bạn, cái đồ dựa ra nữa. Quang sẽ test cho các bạn xem luôn. Đó. Rồi, đây. Còn có thể là gặp được cái này xuống nữa, Quang sẽ cho các bạn xem. Đây. Đó, đồ bệ tỳ chân. Đó. Nhưng mà để Quang tắt cái này cái, nó hơi rung cái người Quang. Rồi, đây. Quang sẽ cho các bạn xem luôn cái phần tappy. Tappy thì cũng khá là ok, khá là đẹp. Đó. Cái này thì cũng đã được, Quang không biết là chủ hay là do cái xe zin nó có cái phần viền màu xanh như thế này ha. Cái này chỉ là một cái phần viền thôi chứ không phải là đèn nha. Một cái rèm che chở bằng cơm. Đường 4 kính nâng hạ ô tô hết nè. Có cả chỉnh điện bằng cái cửa nè. Tappy cũng được làm bằng gỗ nè, rất là đẹp luôn. Và thôi ok, bây giờ em mời các bạn cùng lên bên trên khoang ghế tài đi. Về cái hàng ghế này thì không cần phải bàn cãi rồi. Đây là một bộ ghế dành cho các vị chủ tịch ha. Và hello cameraman, Quang đang nằm rất là sung sướng. Thôi, bây giờ quay mời các bạn cùng lên trên hàng ghế tài nha. Về bên trên khoang ghế tài thì xe của chúng ta được sở hữu đó chính là ghế tài, ghế phụ chỉnh điện nè. Odo 39.000 cây nè. Rồi, ở đây cũng có cả ghi nhớ vị trí ghế lái cho bên tài lên tới hai vị trí là bốn kính nâng hạ ô tô hết nè. Đây Quang cũng sẽ test cho các bạn xem, từ từ để Quang đóng cái cửa lại. Mời comment quay qua cái cửa sau nha. Đây, Quang đợi nó đóng cái xong rồi Quang sẽ bấm kính cho các bạn xem. Đây, không chạm nha. Một cái là không chạm nè. Đó, thấy không? Tự hạ xuống. Một chạm là tự lên luôn. Đó. Vô lăng bọc da nè, ga tự động nè, ô tô đèn nè. Rồi có tắt mở cảm biến nè, cảm biến điểm mù, cảnh báo điểm mù. Gương của chúng ta là gương có cả ô tô luôn, thì khi mà chúng ta bấm khóa cửa thì gương cũng sẽ tự gặp lại ha. Nút đề starter, một cái màn hình cũng khá là to, tầm khoảng 9 inch. Đây. Đó, một cái màn hình có rất là đầy đủ tính năng. Phần này là phần chỉnh dàn lạnh. Ở đây có một cái phần sạc pin không dây nè. Rồi cần số cũng rất là đẹp ha. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái nút làm sấy ghế, làm sấy làm sưởi vô lăng nữa, phanh tay điện tử auto horn. Rồi một cái phần bệ tỳ tay. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ có hai cái nút để chỉnh điện cái ghế của chúng ta luôn. Rồi, mời các bạn quay mang cái tappy ha. Về phần tappy đó, quay cho các bạn xem luôn. Tay nắm mở cửa cũng được làm viền rơm, ốp gỗ, bệ tỳ tay cũng được làm bằng da, rất là đẹp. Rồi, thế thôi. Gương của chúng ta ở đây là gương chống chói bằng điện luôn. Đây chúng ta chỉ cần bấm thôi. Rồi, đó. Một cái cửa sổ chờ chính giữa. Về cái cảm giác của cái con xe này thì Quang cũng đã review cái con xe này rất nhiều rồi. Cái con xe này hiện ngồi, nếu như mà nói về cái độ rộng thì là không cần phải bàn cãi nữa. Giá tầm 1 tỷ, chỉ có Sedona nè, rồi Carnival nè, với lại con VF9 vừa mới ra sau này, là những con xe mà ngồi cực kỳ rộng nha. Không tính Sinna, tại Sinna là nằm ở một phân khúc khác nữa rồi. Phân khúc giá thành nó cao hơn rất nhiều. Đó, rồi, nếu các bạn có thích con xe này, một sự lựa chọn hợp lý để các bạn có thể đi gia đình Bắc Nam thoải mái luôn. Đi 10 lần Bắc Nam cũng không bao giờ mệt mỏi. Đây là một sự lựa chọn hợp lý cho các bạn đi gia đình ha. Và bây giờ quay mời các bạn cùng ra khoang máy đi, để xem bên dưới khoang máy của cái con xe này nó sẽ đẹp như thế nào. Với lại một cái bản Signature, Kia Sona Signature có hai ghế máy xa nha. Coi coi nó có như những cái máy của con xe khác không nha. Đây, bộ máy thì cũng như vậy thôi.
CRDI 16 van 2.2 máy dầu. Máy thì cực kỳ êm, Quang sẽ test cho các bạn nghe tiếng luôn. Tiếng máy khá êm các bạn. Quá êm luôn, có turbo luôn nha. Tiếng máy dầu của chúng ta là có turbo luôn. Rồi, ốc chân máy là nguyên zin nè. Ốc nắp carbon nguyên zin nè, sùng chỉ rất là đẹp nè. Những cái lỗ tròn thì không cần phải bàn cãi rồi. Xe bên Quang sẽ bao cho các bạn là không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước. Động cơ hộp số là nguyên zin. Bảo hành cho các bạn là lên tới 6 tháng 10.000 cây. À quên, sorry các bạn, con này là 2021. Vẫn còn bảo hành hãng nha. Và bây giờ là tới một cái phần tiết mục ai cũng đang mong chờ đây. Tiết mục báo giá. Đây là Kia Sedona sản xuất 2021 và đang có mặt tại siêu thị ô tô Hà Nội 389 quốc lộ 13 phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cách khoảng 1 km bến xe miền Đông đi lại thôi. Các bạn chỉ cần bỏ ra một số tiền chưa tới 1 tỷ mốt, giá chỉ 1 tỷ 098 triệu để sở hữu con xe Kia Sedona này ha. Máy dầu bản full. Rồi, ok, nếu các bạn đang có nhu cầu quan tâm xe này, hãy cho Quang để lại thông tin bên dưới, bên Quang sẽ gửi full thông tin cho các bạn ha. Hay là các bạn đang có nhu cầu đổi hoặc là bán, cứ liên hệ cho bên Quang sẽ mua cái mức giá cạnh tranh nhất. Các bạn đang có nhu cầu tìm một con xe khác, hãy để lại thông tin luôn, bên Quang có xe sẽ gửi full thông tin cho các bạn ha. Và ok, nếu các bạn thấy video này hay, cho Quang xin một like, một share, cũng như một lượt đăng ký, nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên đây để nhận được những video mới nhất từ siêu thị ô tô Hà Nội. Và ok, hẹn gặp lại các bạn ở những video khám phá và nghe giá tiếp theo. Bye bye.